Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chơi game Mega Switch. Mình đầu tiên chơi, mình đăng nhập bằng chơi ngay đi. Mình chơi ngay thì chắc lắm. Ok, chơi ngay thử xem. Bắt đầu chơi. Mình sẽ chọn tên gì đây? Bắt đầu chơi, nào đây. Chơi, nào đây. Chơi gì vậy? Master. Nó tin chơi game này cảm thấy nó khá là đẹp. Điều thứ nhất, giáo sư mở hàng nhớ. Giáo sư Ola hãy bắt đầu trải nghiệm đi nào. Đầm đầy cầu vồng là một đời khá tốt. Đây là một bản đồ, hổ béo đã đi trước rồi, mau đi tìm cậu ta. À, đi trước tao. Được rồi giáo sư, ta sẽ đi. Ừ, con gì ta? Rồi, không gì vậy? Vậy Nhân phi, con nào đây? Con Pikachu, Pikachu. Trời ơi, con này, con khủng long nữa. Charmander. Ngón. Ngón. Trời ơi. Ê. Chọn mục tiêu tấn công. Con này chưa đỡ chú bạn. Trời. Không có mũi tên khắc chế sát thương bình thường. Trời ơi, bình thường thôi. Rồi chết luôn, bình thường vẫn chết. Đáng. Kinh quá mà. Đồ hào quá đẹp. Ai cũng chết, ai cũng chơi. Ta đi tìm hắn. Hoàn thành nhiệm vụ, lên level 2 chưa? Level 2, tục. Qua nhiệm vụ. Bét. Nãy gì? Đời em. Bản thân, rồi đó, ăn thêm một cherry nữa, thân mực. Đấy là mình đọc. Mở khóa kiểu. Hay gì ta? À, lên máu nè. Mình làm lên ô đi cũng lên hả? Được, tiếp tục thăm dò được tiếp tục bảo ải ngon ngon. Đây là đánh giá được tính theo sao nhấp xem hướng trên xem hướng dẫn rồi đánh bại một kẻ là sẽ được đánh giá rồi chưa một em à. Ôi giời, quỷ sứ này. Tuyệt chiêu. Trời ơi, chắc hết. Rồi giờ trời sao nhiều ông thế. Má con tao. Bùng. Chiêu đó chắc mày luôn. Rồi đi chiêu cũng kịp. Không được. Nó thôi. Nó thôi, nó sứ. Kiến thật, người về rồi à, chắc thu hoạch không ít nhỉ. À, bà phần 6 còn gì ngờ giáo sư đang tìm người. Người ta đang làm chi mày, cho điện tao à. Mạo hiểm, không phải hai người cùng lớn, nằm đầy cầu vòng rồi sao? Hiện hổ béo vẫn chưa về, má cả nói cho liên quan tới tao thiệt tình. Được rồi, mau tìm hổ béo về nằm đây. Cầu vòng rất nguy hiểm ở bên, tuân thủ kẻ mẹ nói liên quan tao. Nâng cấp tầm tăng hoặc sát thương tạo ra vào giao diện pet. Ấy kêu lên level. Level không thể cao hơn pet kêu. Nên sau khi nâng pet nhớ nâng kêu nhé. Ê tao chưa nâng cái kêu mà không thể lực. Ok rồi em vô. Còn sau này tên gì ta? Hết để lộn. Ồ, cấp, ok, nâng. Mạnh chứ. Bút vô. Level 3. Á, chú thằng kia gì trời. Gấp theo mũi tên vào hải. Kéo.
吐到。瞓啦，好，醒啦，呕到胡骨啦。收鹽肉水，翻看鹽肉只能乜影嘞？同佢聽佢，本住大地點響在咩？嚟辣嘅，播辣嘅個播嚟，鹽肉深水，大力播水，大烧 pat 硬食硬来，吞物粉空凳。Phải thu thập đúng thực phẩm và thức ăn cho phép với chịu ăn quá. Kéo cái mẹ ăn lên nằm đầy vào vòng tìm hổ béo tiền để thu thập một ít đậu củ thương mật. Thì ra vậy chẳng chắc mà chó. Ôi giời. Thì phèn gì ta? Đặt đủ điều kiện thì phèn nhận ngay hoàng khủng. Hoàng khủng. Má lẻo đỡ được. Số người quỷ mù. Ồ, tiền. Cái này giống gì ta? Giống treo ác quỷ. Trời, tặng nhiều quà thế. Wow. Cái này hay à. Hơi mèo chua. Trời ơi, mèo chua. Trời ơi, mèo chua thì đâu mua. Mấy bạn ủng hộ mình đi. Có tiền để mua. Ừ, coi nhiều vô. Like, share nhiều vô. Mấy có tiền mua. Phim. Thank you. Nào, có bản. Ấu tù ấn. Chú, bẹp. Chú, chú, bẹp, bẹp. Mày hả bưởi. Thức ăn. Nồi bún sao. Ê, tưởng gì. Tốt lắm, người tìm thấy hổ béo rồi mà tức người ta nó hổ béo mà béo mỡ con và không thể thấy. Nhưng bọn ta gặp đắt rồi, bác của hổ béo cũng bị thương. Bị thương thì vào bệnh viện mà. Hắn nhất định cần người giúp mau mau đi. Ta đi đây. Mấy con hả? Tại ta. Đấy. Đây này còn ơi, mà năm rồi mà. Pikachu ngày 2, ê. Ngày mai được Pikachu. Sướng nhỉ. Sớm nha. Thì thường cho hộ béo là mở cái bà rất cảm ơn người vừa rồi. Nếu không có bạn thì phép của ta nhất định sẽ bị đám người đó bắt đi. Bắt cái con mới. Phép của người hiện giờ tình trạng ra sao rồi? Giáo sư nói với cần thảo được dược ở đầm đầy với chị được. Ngươi giúp ta hãy về nhé. Bye. Nay mở hai tay hai chân ta hãy về. Dĩ nhiên rồi, chúng ta là bạn tốt mà. Số 10 và số 10 anh tập thiệt ta đi, ta sẽ đi ngay. Ừ, nó mừng cái mạng. Nó ngồi ở nhà xem. Dễ yeah. Wow, nạp thẻ hấp dẫn. Đi xem. Nạp đầu tiên 100 xu. Thằng này con đuôi gì ra. Nhìn đôi thôi là xu. Ừ, tiền đó nạp á. Tham thành nhiệm vô mỗi ngày để nhận thật nhiều kinh nghiệm. Thằng kia trước. Ê, 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 còn chi đâu? Ê, lại đẹp à. Ê, mình còn 5 hết đi. Giờ 4 rồi, má gạo á. Ăn thành viên vô mỗi ngày, ok, nhận quà chứ. Rồi, ok, còn 20 lần rồi. Cái gì vậy? Tiến hóa gì con kem ra thành trùng tròn tròn ăn gì vậy? Chú một hít nửa cây. Chết luôn, trời ơi, mạnh quá. Xẹt. Trời ơi, đúng là Pokemon tôi mạnh hơn nhiều. Mở tăng tốc nhân 2. Trời ơi, vùng nữa chắc hết luôn. Ai cũng là con Sasuke. Kinh khủng thiệt. Trời ơi, thế là xong nhiệm vụ. Trời đúng nha. Bị thương. Chính loại thảo dược này, Pet
cứu ta thành công rồi. Mà trả tiền này, tiền công chúng ta là bạn bè tốt mà, má bạn bè tốt không trả tiền công á. Trời ơi, tao bạn bè tốt. Ồ nhớ rồi, giáo sư bảo người qua nó. Mà nói sớm đi bà, ta đi đây. Ta đi ngay đây rồi, câu này mấy lần lặp lại. Mỗi ngày nhớ điểm danh nhận quà nhá, điểm danh đâu. Điểm danh đi, điểm danh đi. Cái này kìa là cái đéo gì. Ý tên nữa, ý cứ tưởng được bị fan. Trời ơi, đè biết nhận nhìn dùng. Quất bắp, trời má gà quá. Cháu sư gì mà tôi một cái mồn gà thế. Chú đẹp. Trời ơi, chết ngay. Giáo sư gặp tiến sư cũng thua. Đúng không ta? Giáo sư gặp ta, người có rất có tiềm năng. Giáo sư Ora thường nhắc đến người. Ba bảo chậm người nhắc đến tao chi ba. Tao hổ thiếu tiền không đâu à, hơi tiến bộ một chút thôi. Đúng rồi, bác cho ta đâu trời má. Đúng rồi, đúng, giống như ta tự tiền. Đưa tiền đây. Hỏi cái gì má, nếu hỏi đưa đây. Má con dịch, tớ tưởng cho con gì. Con dịch, con bi xì lít, xì lít. Không cả đi, à cái ngành khó quá. Bỏ qua. Ê, hết. Nâng cấp. Nâng cấp gì vậy? Mùa kề, nâng. Ồ, đợi chiến. Yếu nhỉ? Ta lập đề, phải. Cả mắt con này chi trời. Thôi thôi thôi, tổng tổng tổng. Bố ý niệm tạo sắc thương siêu rip có 50% tỷ lệ đặt kháng đối phương. Đã có 50%. Trời ơi, bị bắt rồi nơi. Không còn yên tĩnh nữa. Bây giờ làm đầy hỏi hỗn đạn và nhiều cách trở nên nóng nảy. Tình hình rất có thể bọn rocket đã trở cho nên chúng ta hãy phải để cách chứng áp thuốc. Ta hiểu rồi. Hãy lại tình ta. Đi thôi. Bét. Duyên. Bách yêu. Con dịch trời ơi. Duyên. Đó là duyên thôi. Phải. Chú. Chú. Này thì đánh tao. Đánh tao. Đi chiêu, đi chiêu, nó chọn chuyện vui ta. Đi chiêu. Hồi tinh, ôi nó chết xuất. Thôi trời ơi, con cấp 3 vậy. Thôi ngủ luôn. Một no. Hãy đi bày trời, má sáng sớm đi ngủ. Trời ơi, sắp chết con dịch rồi. Đi đi. Trời một phát xỉu. Trời ơi, mất được rồi. Trời ơi, không. Không nữa, má nhất. Đường. Uống sâu đường đầu. Đi bốn sao hoài rồi thì sao. Bọn mảnh thú đó bình thường đã chứ. Chết hết rồi má ơi. Điều bình thường đã rồi má chết hết rồi. Điều bình thường là gì vậy? Có vẻ bạn đã tìm cách đánh bại mảnh thú rồi. Hình như công phép đó rất đáng. Rất sợ phép ta. Bỏ một số phép có khả năng khắc chế phép khác. Chúng ta có thể hiểu thì hiểu có hiện tượng này là tương hợp. Khi chiến đấu phải tận dụng tương hợp lý. Ta hiểu rồi, dùng phép thuộc tính tương khắc sẽ vượt phải dễ dàng hơn. Đi tìm mọi ra đây cậu muốn tay cảm ơn về chuyện này chú trời. Ồ béo đến rồi, nhớ cậu ấy quá má. Gây vậy mày. Trời má nhớ cậu ấy quá. Gây thiệt. Mình gây rồi. Nhờ người nên test ta khỏe lại người cho má làm gì đó. Bác sĩ làm nó mà. Sao nhờ ta? Trời ơi. Tôi làm con bé ra. Có hiểu. Hổ phéo thử thách. Hãy xem phép của ta vẫn còn sống. Đấy thôi. What the hell. Chết à. Hồi nãy mới cứ sống giờ. Vẫn còn sống đấy thôi. Có vẻ phấn chấn hơn lần trước rồi đó.
Nhiều quá, ngủ suốt ngày xong cũng chứng nó đã đâu không được chiến đấu nên ta thèm khao khát đó. Má chỉ người khác thì ba ta léo rảnh rồi má. Má hàng này cũng xung luôn. Chúng ta hãy đánh một trận đi. À ha, bắt đầu con kia. Này mấy con đồ à. Ừ. Thế bà ơi. Trời ơi. Mà anh cũng mạnh hơn mày. Trời ơi. Nhảo chưa con? Thua chưa con? Trời ơi, thua nó. Sasuke, lên. Ít trời ơi, chưa cần thơ kê đâu. Trời Yamato cũng vô giết được nó rồi. Không ngờ, người mạnh thế tất nhiên rồi. Tông mạnh, tao sẽ phải cứu mày. Khổ. Tao cố gắng hơn. À, đúng rồi. Bạn hãy cố gắng hơn chứ. Mẹ. Quá. Rồi. Cái này như có gì ta? Cấp 2 á. Vì Katapri Metapru học mà cái con này tìm hộ bán nhiều ớt bên kia mà. Đúng rồi, giáo sư nói rằng bây giờ là đến lúc rời khỏi thị trấn má. Cái này nãy chưa được ba. Nãy tôi mua vé máy bay thành hết tất điểm tập nào. Rồi giáo sư đâu? Sao ngài không nói tới ta? Ôi, mùi gì ta? Giáo sư về thành hay rất trước rồi, ngài ấy sẽ nói. Ta sẽ đợi ngươi ở viện nghiên cứu. Ta đi lập tức thành. Ồ, ta đi đi bằng máy bay nó sướng hơn. Đi bộ rồi rồi. Trời ơi, con nó bay đi. Ủa, nó là Việt Nam Airlines cũng nhanh luôn. Chào mừng đến tới Headstart. Hoàn thành nhiệm vụ level 7. Đó. Thành Headstart, giáo sư phái ta lên đón người. À, có đợi được. Ngài gọi ta lên đây có việc gì không? Ta không gọi nữa, đừng nói giáo sư được bận. Nên gọi ta lên là làm gì ta, cô gái mày. Má mời chìm bỏ bạn. Làm việc người mà. Thành Headstart đơn, dừng sẽ quen thôi. Trời, má có hàng map là xong em. Thành Headstart đúng là danh bất hư truyền. Wow. Dạ. Ta có việc nhờ người. Alice đang gặp rắc rối rồi. Quan hệ tốt với cô ấy sẽ nhiều cực nhiều ít. Gái trai ta? Cô ấy gái. Gái ok, thật không? Dù sao ta cũng đánh. Đúng rồi, đánh là gái đánh lắm. Trời ơi. Đến nó ngay. Gái. Ôi con gái này có đùi à? Không phải là mặt váy. Hai, ta là Alice. It's a fly nhờ, ngươi lết à? Ừ. Can I help you? Vườn cây của rừng sương mù bị phép tăng đặt. Đã phá hoại, ngươi có thể xua đuổi chúng không được nhìn rồi ha. Thì gái cái gì cũng được. Không cần vấn đề, ta sẽ giúp ngươi thu dần nó tất nhiên rồi. Hai gái mà. Gái xinh đẹp. Em gái xinh đẹp. Rừng sương mù mù thường. Rừng sương mù thường. Má mù rồi. Ấy, vô. Chuyện hết, ăn chấp hết. Chẳng nó một cái, trời má, có răng nữa. Mình phim không có răng, sao nó có răng ta? Rồi xong cắn ra, cục má cắn vô, bị nhảy răng. Chú, mày thì. Trời, ê, con sao xuống chứa tôi. À, mày thì bánh tao. B. Gái ơi em về rồi, anh về rồi. Rồi, về rồi. Tình hình thế nào? Ta theo bọn phép hoang phá vào rừng, phát hiện rất nhiều phép đang đánh nhau. Kỳ lạ, mà đánh nhau đang nhìn kỳ lạ. Kỳ lạ. Má mấy con thú đánh nhau cũng là kỳ lạ sao? Em nói giao hữu mà, đánh lộn con người đánh lộn. Kỳ lạ. Việc này quá bất thường. Thực vật đuổi thú vườn của ta cũng vô hiệu với chúng là sao? Việc này quá bất thường. Thực vật đuổi thú ngoài vườn của ta, nó có vườn hả? Cũng vô hiệu hả chúng? À, chả hiểu không là gì. Hành vi kỳ lạ của phép giả hoang. Ta nghĩ có một người có thể hiểu được chúng.
mấy thằng đó tờ sao á, đó phải Adam không? Đó dạy Adam rất ham hiểu tập tính, thậm chí suy nghĩ của chúng ta, nghĩ anh nghĩ có thể có kích. Ta tìm Adam hỏi thử xem Adam ai ta. Các ngươi tò mò Pokemon lại xong bóng đúng không? Là sao? Bóng bóng à, bóng 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 là sao? À, Adam người đến thành Hatter sao? Phải, ngươi biết đấy, ta vừa đến chỗ Summer qua đây. Ai Summer? Chẳng lẽ là các hoàng giả mới? Ừ, trời ơi, ngươi lên tìm ta có việc gì? Ta phát hiện có một phép hoang dã tấn công đứng ở vườn cây của Alex. Ngươi có gặp quả chưa? Phép nổi loạn ư? Chuyện này vốn không thể xảy ra, ta cũng chưa nghe. Ta sẽ tìm hiểu rõ tình hình, ngươi dẫn đường nhé. Ok, chúng ta đi thôi. Ta còn gái vậy, con gái nói vậy sướng á. Ở sao mày không đi mày? Dẫn đường mà không đi, trời ơi thằng này. Sao mày? Hai đánh tàu sao lại còn giữ lại nè. Hai bên có hai người mà không quýnh, quýnh con Sasuke của tôi hoài. Trời, hết hồn má thằng này. Trời ơi, con boss hả? Trời ơi, chắc mẹ con Sasuke tôi rồi. Chiêu, nó quất tàu. Chiêu, trời ơi. Xỉu. Á, à, ghê thiệt. Không chắc thôi, giật tôi kinh hết. Thịt Donald của tôi kinh hết. Gặp gỡ, việc này rất lạ, hết hoang giả sẽ không có hành vi tập thể này. Là sao? Nó làm gì mà rất lạ, hết hoang giả sẽ có hành vi tập thể này. Vậy chúng ta cần điều tra chứ không? À, hỏi ngu chết bờ, để ta suy nghĩ, việc ta sau nhé. Ừ, ta suy nghĩ, suy nghĩ. Ngươi còn nhận ra chúng ta chứ? Mà như lần đầu tiên mới gặp mà. Chúng ta không thuộc về nhau. Má mau, có phải rừng sương mù là do các ngươi? Giờ không. Tại sao ta phải trả đời ngươi? Má hỏi ngu quá thằng kia. Má người xấu, ai nó nói là người xấu đâu. Bọn ta sẽ đến cho ngươi một bài học. Học bài gì? Má học bài nữa, ghét lắm. Má sáng đi học rồi, chiều phải đi học nữa, giờ phải học nữa. Má thua còn mạnh mờm. Má tập cái bà lại nữa. Không dám đấu à? Phải quỳ xuống nhận lỗi đi con kia. Quất luôn. Anh quất này luôn. Anh em quất nó. Hít trắng nó. Đó, nửa chạy mày hả bưởi. Đó, mạnh mồm rồi cho mày. Đập nó, chiêu chiêu. Rồi, chết mày không chó. Gâu con xe nè. Đưa tiền lấy. Ta thua rồi, tất nhiên mình thua chắc rồi. Ta là nhân vật chính rồi, là nhân vật phụ thôi. Sao lại như vậy? Má anh nói nhân vật chính rồi. Nhân vật phụ thôi, nói nhiều quá. Good. Chúng ta hãy gặp ở đấu PK là anh lộn. Hừ, ta sợ người không ổn. Hắn đang nói về nơi nào mà ta không đeo biết nó cái nơi là nơi nào nữa. Ok, mau làm quen nhiều bạn mới. Ok, ta đã có bạn ở đây. Mời bạn tìm chu này tìm toàn biệt tại đó. Không quan tâm. Chủ nhân, tặng quà em đi. Em sẽ trở lên mạnh hơn. Đâu chào khó chơi từ từ. Đâu à. Event mình hết. Tặng quà. Tặng quà là sao ta? Thân mật. Không ta. Như là vậy mà. Nó lên, Nefer ơi. Lên Nefer. Chú. 16. Vật dù. Nát đứng lên con khủng long đưa vào báo cáo này cho cậu ta. Có
con sẵn lòng mình đã chịu tài vậy, con sẵn lòng á mày bước giải thì cái con thi đã đâu không gặp mẹ rồi, nhớ mẹ quá. Đúng rồi, về gặp mẹ. Đây là báo cáo điều tra. Đánh chống mẹ. Cháu nhìn vô mẹ. Mẹ này giống 20 mấy tuổi, 28 tuổi. Và con này tháng 10 tuổi, 8 tuổi kết hôn. Á, à, mày ghê đi. Bà, chào nó, ghê quá. Mẹ ơi, con rất ổn. Mẹ lên, tách tách, xong nói cho con. Má, má mày mà xong, nói cho mày chi. Cho mày bất ngờ. Ta đến đây điều tra rừng sương mù tiện nhát thăm người. Ủa? What the hell? Làm gì vậy? Công an á? Đây là báo cáo của Alam. Là ta cùng Alam đi điều tra. Ta, con mình đúng chứ? Mất dài. Má, mất dài, trời. Từ tài liệu của Adam Riga nhất định là có gì đó sai sai á, quá nhiều phép, nhưng ta không biết thứ gì. Ờ, cần đến rừng sương mù xa. Ừ, để chung ta hiểu ý người má, con hiểu ý mẹ, mẹ hiểu ý người. Mất dạy, có thể đã có người âm thầm giả trò. Nói cách khác, rừng sương mù chắc chắn liên quan đến một mất tích của cha, mất tích của cha bà cha ta đó. Trời, rất có thể ngươi người của Bocat đàn cái gì rồi, họ nói mang con phản diện nó là Bocat, không lại trừ khả năng đó, nên phải điều tra kỹ hơn. Má biết ngay, má mất dài mày, cái trâu thiệt. Mẹ không chịu, ngươi mẹ đi, má thừng thiết thường. Rừng sương mù bảy như bị phá hoại, có manh mới rồi, mọi người nhanh đi, cần ta làm gì. Ta cần ngươi lên rừng sương mù lấy mẫu số ô nhiễm nước và thức ăn. Ta cần một người giúp. Người hãy nhờ hổ béo, trời hổ béo hoài. Rừng sương mù, ở đó có một Corabari. Hãy biết tiếng Anh, mấy anh, bạn không chạm đi mà không biết tiếng Anh. Cậu ta muốn thử thu phục nó, má béo rồi. Phép đó chiến mạnh, liệu có một mình hổ béo có đó phải không? Ta khuyên cậu ấy không nghe, không trách bạn quá, ngập ngu quá. Chúng ta hãy đi nghiên cứu, đi cứu đồn, đi cứu anh ấy. Mắt ta cũng mặt mà ta cũng ngu này chịu mày. Ngươi ra ta còn giúp bạn nhiều người khác khỏi cùng thâm hiểm hang động thích hung dữ gãi không. Sau đó ý ta là hãy cắt tặng nhiều người khi gặp nguy hiểm sẽ có viện trợ. Ồ, ngươi có loại gốc cát và đó có ưng. Tóm lại các bạn càng nhiều càng tốt. Ờ, có khi tốt nó mượn tiền cái bà luôn. Ê, quen bạn mấy chứ, sau này thám hiểm cứ cần bạn bè đây. Ta hiểu rồi. Đâu ờ, đã quen rồi. Tôi cầm bóp cho quật nó, cắn chết nó. Ê, có thích cái mẹ nồi gì bánh tao. Chết đi con, trời sao nó không phun táo gì. Trời con này bị mù à, chết bà ơi, chết con cũng sẽ khe tôi rồi. Trời, má nó mạnh gì. Bức mày, mày cho chị chiếu cuối cùng đi. Ông, chết mày chứ, chẳng chết nó. Trời, thôi xong, nát tôi rồi. Này thì nát tôi. Chạy đâu mày. Má hay sao. Không có tiền nạp thẻ mua đồ. Trời ơi, nghèo sát nghèo sang, cảm ơn suýt nữa ta tơi lời rồi. Chạy mày chứ. Đừng khách sao, ngươi có chú ý đến sương mù kỳ lạ không? Sương mù kỳ lạ. Sương mù. Sương mù màu cái gì kỳ lạ không ta. À, khó hiểu thiệt. Đám sương mù dường như có vấn đề. Ngươi hãy mau tìm Adam thông báo cho anh ta đám sương mù bên này. Ờ, được, ở trong ta đi đây. Tắm đúng tiếng, trời tắm mọt kìa. Trời ơi, thằng này nhanh dậy trời, chắc không ăn thần trưởng rồi. Sương mù thần bí, ngươi có lấy mẫu phải không? Sương mù thần bí. Sương mù sao đấy mà. Rồi má khỏi chưa nhưng lúc đó vội đưa hổ béo về nên không chú ý. Đúng rồi. Hồi nãy nói chuyện song chú ý ta. Để làm việc ngươi đi một chuyến, thu thập một số mẫu để ta phân tích rồi không? Ok, ok, chạy đi. Nó đi nữa. Nó gì là ta chết nhé. Anh phủ tóc 1.
行嚟嘅咯，行嚟嘅。啾！啪！咩？咪再执执执执执啖，再妈杀手锯执对佢，傻仔。thôi nát rồi trời thôi rồi hạnh quá sao bánh nữa mất cốc Sasuke rồi em được nó thôi thua rồi hình như phải nửa thắng phải nước thắng ta ủa một cây còn có một cái nửa cây một em trời hai em à hai em à giết của nó hai em ý nó xong phun nước ra phun nước ra nó chết ngay phun nước này thì ấy phun nước hẹp yeah mà có ba hai sao ý đồng ba sao nhỏ thật ấy ấy ta lên phòng thí nghiệm phân tích thử cũng rồi chủ quán nữa muốn nhập người chủ quán nữa nhưng ta không quen ổng rồi thôi đã quen lắm mặc kệ đi gặp ông ấy là rồi má thằng này má chạy trâu thiệt luôn mặc kệ má nó sốc quá mặc kệ ừ ly thử F10 đấu trường PK đấu trường PK đã mở cửa PK chứng tỏ thực lực của bản thân thôi xem thử thôi quýnh thử xem trời ơi tại gì không quýnh như chưa đang kêu hồi nát được rồi tôi chưa đang kêu cái thằng nào đây cái thằng này cắn vô rồi tạm biệt bức bê thân yêu rồi rồi hôm nay con không về vậy thua rồi thôi vậy chịu cái đầu hình như chưa ta à, chưa ta à, chưa đang kêu mà nó không ta bay ca một lần chưa đang kêu nhiều đâu mát mát chưa đang kêu cái nào mà quýnh gà đang kêu cái mà tệ hiểu hiểu chưa tập thích cầm này thôi mặc vô muốn mới được mặc xong rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video mình hẹn gặp lại các bạn video sau nhé tạm biệt.